Xin chào quý vị các bạn nha. Hôm nay tôi thử cái quạt điều khiển này nha. Quạt này nha. Mitsubishi nha, của Thái nha. Đây. Đấy. À, Mitsubishi. Hiện tượng của nó đây, thân của nó thân dài đây, Mitsubishi. Loại này rất bền nha và tốt nha. Bây giờ tôi đã tháo ra nha. Bành của nó, nguyên nhân của nó. Bây giờ tôi gầm điện này. Đấy các bạn thấy không? Cứ tự dưng nói chung là quạt từ cảm điện vào là trục trục năng từ chạy, tức là cứ vặn bên này vặn bên kia. Đấy chưa cần bật bật nữa nhá. Đây là do nặng quá cho nên nó không không phải được. Đấy, cứ quay đi quay lại đấy. Đấy cảm điện vào là ấy luôn nhá. Còn chúng ta sẽ tiến hành này. Đấy bật nguồn nó vẫn chạy nhá, chạy bình thường, mọi hoạt động chạy bình thường. Các bạn thấy không, quạt chạy không? Chúng ta sẽ tắt tắt nhá. Đấy tắt mà ấy vẫn cứ chạy, các bạn thấy không? Khoan ạ, đấy vẫn chạy nhúc nhích đâu, nói chung nó chạy nhúc nhích đâu đấy. À, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nút nhé. Nút của nó là, để tôi rút điện ạ. Nút của nó nút switch quick này này. Nó chuyển. Nút này nhé. Chúng ta đo đồng hồ này. Lấy thang nhân 1 nhé. Đo nhé. Xem thử như thế nào nhé. Đấy, bấm lên, bấm xuống và tốt này. Nó nút này là nút mở nguồn này, nút này nút tức là mở trục năng này, nút này nút Jimmy tức là nút lúc chạy nhanh chạy chậm, và ấy này switch plan tức là cái này nút thời gian ngủ này, nút ngủ hẹn giờ này, đây thời gian này, giờ này, đây con điều khiển này. Đấy thì ở dưới này tương ứng như vậy. À, nó có nút nguồn này, AC này, hai nút nguồn AC đây. Nó qua con cái này tôi mà khi tôi thay được các bạn nhé. Tôi thay hai trục này nhé. Còn đây là con relay này. Đây con cầu chì này và mỗi con điều chỉnh mỗi ấy này. Ở dưới này là blue xanh là dây số 3 này. Red đỏ là dây số 2, black dây đen là dây số 1 này. Còn gray này là màu xám. Màu xám là nó switch quick này, tức là nó chỉnh bên này bên kia. Tức là chúng ta sẽ tiến hành đo chân này, nó lên điều khiển từ chân này lại. Chân số này bị lên như vậy thì chúng ta sẽ kiểm tra này, kiểm tra con này nó chạy vào đây, nó chạy vào đây, vào đây chạy đây. Lệnh nói chung là lệnh chung của cái này đó thì như vậy đang còn có, thì chúng ta phải kiểm tra con này. Hai chân này thường hay lên này, đấy hai chân này lên này. Đấy thường hai chân này không lên này, đấy cái này vẫn thấy. Cái này có khả năng lên. Đấy con lên con không nhé. Có đoạn lên có thể, cái đó thì không quan trọng. Cái này lên. Cái này không lên các bạn ạ. Như vậy chúng ta sẽ thay con switch quick này đấy. Đấy
thì chúng ta sẽ tiến hành thay. Cụ thể ta lấy nhựa thông đó. Rồi, ta thay con này các bạn nhé. Con thay con MAC97AB nhé. DJ350 nhé. Tôi để đây. Và cái này tôi sẽ hút chân lại. Thường thường chúng tôi hay sửa những cái loại này, thường chết những con này hoặc số nó bị nó không vậy. Tôi lấy một con ở đây, cái mảng này nhá, mảng này thì có thể tôi lấy con này. Đây tôi gỡ được một chân đây, một con đây, và tôi bỏ thêm vào. Rồi. Bây giờ chúng ta gầm điện vào, nếu mà thấy ở đâu ấy tôi bật lên đó. Không nhúc nhích nữa các bạn nhé. Nếu tôi gầm điện vào không nhúc nhích nữa được, tôi gầm điện nhá. Đấy, nó đứng yên này. Các bạn thấy không? Đâu ấy tôi lúc này mà chúng ta chưa bấm gầm điện vào là nó sẽ chạy ngay. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành rồi đây. Bấm nhá, bấm nguồn nhá. Đấy, đầu kia nó chạy. Bây giờ cái đang nó đang 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 ấy nhá, đang đảo chiều nhá, tôi bấm này. Đấy, nó dừng ngay ở đâu. Thấy chưa? Như vậy là đơn giản thế thôi. Chúng ta chỉ cần thay một con chi giác của Sigwin nhá. Sigwin tức là nó chuyển. Cái đó thì chúng ta cũng tùy theo đó, cái thích quyết thì chúng ta thay thích quyết, còn số chúng ta thay số. Đấy, như vậy thì nó ra được. Bây giờ thì chúng ta sẽ bấm tiếp này. Bấm tiếp nhé. Các bạn cũng thấy được rồi. Rồi nha, quạt đang chạy nha. Đang chưa đảo nha, chúng ta bấm tiếp này. Đấy, đảo liền đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy. Bây giờ thì cái số chúng ta muốn chạy cho nhanh thì chúng ta bấm vào. Đấy, số 3 chạy nhanh vào. Và đảo chiều nó đảo chiều bình thường thôi, nó không phải nhanh chậm, nó phụ thuộc vào cái đó. Ta tiến hành tắt chút điện này. Rồi chúng ta tắt này. Tắt rồi đấy. Chút điện nhá. Để khỏi bị nó chập, chúng ta lắp vào. Cái này lắp thì đơn giản thôi. Sắp lại đầy đủ này, ta bỏ vào đấy, ta bóp lần sau cho nó xuống hết cỡ đi. Rồi chúng ta có quýt đâu nhỉ, quýt không biết ở đâu, còn đây đây.
Lại lắp cái này hả? Có ai quạt treo mới đó. Đắt rồi. Cái điểm triệu 7 triệu 8 này. Một thùng cái gì? Thải như nó dưới vuông như nào bác? Không, nơi mở dư là cái gì tháp. À, dư là sạp à? Dư sạp và nên đi. Ừ. Anh em biết thủ này. Lý vơ vơ 16 này. Nơi cái này đúng là chưa phải đưa tạm. Đó. Cái này bị sống qua hướng phải qua thêm. Ừ. Đây nha, nút bấm của nó đây nha. Đấy, chúng ta bấm này. Đây nó chạy nha. Một hai ba. Đây rồi. Số mạnh nhất này. Bây giờ chúng ta dừng này. Đấy, dừng được nhá. Đây chúng ta bấm đỏ, đỏ bên này, đỏ bên kia này. Đấy. Lúc nhanh lúc chậm nhá. Của nó đang chế độ lúc nhanh lúc chờ lúc chậm. Cái số 2, cái số 3 nhá. Đấy. Thế được nhá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem nhé. Nút like và subscribe nhé. Chào quý vị và các bạn.